Hôm nay chúng ta coi cái hoa lăng mầm lửa 86 đầu chùa. Đây là 84, 2 thớt, 86 1 thớt. Ok, coi cái 86. Đây, hoa lăng còn zin nha. Hoa lăng zin ha. Còn rất là đẹp. Để coi cái thông số. Đây. 02300 7181. Nó để lên chỗ giả băng. T à. Rất là đẹp. Đẹp ha. Để tắt mâm lửa. Rồi. Rửa vệ sinh sạch sẽ, trắng sáng. Bao xài nha các bạn, hàng mình bán bao xài nha, dây điện còn zin luôn, dây điện zin, mâm zin, cuộn lửa zin chưa quấn, ok.